tất cả các bạn đến với số mới của khoa học và công nghệ của TLD chúng mình. Ở trên diễn đàn của công ty hiện nay đang rất nổi lên, các bạn hỏi câu hỏi rất là nhiều, đó là laptop của chúng ta có thể nâng cấp những gì cho hiệu quả để có thể làm việc và chơi game tốt hơn. Chính vì điều đấy, hôm nay mình sẽ review cách dẫn các bạn cách nâng cấp một chiếc laptop hiệu quả đơn giản. Mời các bạn đón xem. Với một chiếc máy tính chạy nhanh hay chậm thì có những các bộ phận được quyết định như sau. Một chiếc máy tính thông thường để quyết định nhanh hay chậm, đó là bộ vi xử lý là cái đầu tiên, và thứ hai nữa là bộ nhớ RAM, đây là RAM, và thứ ba nó là chiếc ổ cứng RAM, được gọi là Random Access Memory, có nghĩa là bộ nhớ tạm thời. Bộ nhớ RAM càng lớn thì khi chúng ta sử dụng các ứng dụng trên máy tính nó sẽ càng nhanh. Ví dụ chúng ta có thể bật nhiều tab phim HD, hoặc có thể sử dụng nhiều AutoCAD hoặc Photoshop thì nó sẽ nuôi đấy, nó bộ máy nó sẽ ngốn rất nhiều RAM, thì lúc đấy RAM nó sẽ cực kỳ hữu hiệu. Còn mình giới thiệu thêm về một chiếc ổ cứng SSD. Như các bạn nhìn đây là chiếc ổ cứng Viking được sách tay từ Mỹ về, các bạn có thể nhìn thấy SSD USA, một loại ổ cứng cực kỳ tốt để chúng ta lâng. Ổ cứng SSD dùng bộ nhớ thẻ rắn và có thể nhanh hơn rất nhiều lần so với ổ cứng cơ. Khi chúng ta khởi động Windows thì hầu như là không có độ trễ, và máy có thể ghi đọc với tốc độ 6GB một giây SATA 3, rất là nhanh cho dùng máy. Theo mình đã làm rất nhiều video trải nghiệm, mình có thể cảm thấy nó nhanh hơn khoảng 30% so với cái chiếc laptop ổ cứng chạy ổ cứng bình thường, với một chiếc laptop chạy ổ cứng SSD. Với những chiếc laptop thường hiện nay trên thị trường thì thường chỉ chạy ổ cứng cơ. Ổ cứng cơ thì giới hạn thứ nhất là tốc độ nó sẽ chậm và rất dễ bị bát và rất dễ bị hỏng hơn ổ cứng SSD, độ bền thấp hơn. Và cái thứ tư đó là chiếc card đồ họa. Như các bạn, đây là mình ví dụ một chiếc con Asus này đã chạy vi xử lý Core i7 và dùng card đồ họa rồi, nhưng là máy vẫn chỉ chạy RAM 4GB và chiếc ổ cứng thường. Thì mình sẽ review cách để chúng ta mở, chúng ta sẽ nâng cấp một chiếc ổ cứng SSD như thế này và trong một chiếc máy tính bình thường, để làm sao tối ưu hóa hiệu năng cho máy, làm chạy nhanh hơn và sử dụng game và đồ họa tốt hơn, và có thể làm những cái việc mà chúng ta mong muốn. Bây giờ mình sẽ mở máy để hướng dẫn các bạn nâng cấp. An toàn, trước khi chúng ta nâng cấp, cái thao tác đầu tiên là chúng ta phải tháo pin để tránh những trường hợp chúng ta chập cháy. Chiếc Asus này thì nâng cấp rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần mở ra. Chỉ cần hai cái ốc này chúng ta có thể mở ra. Đây các bạn có thể nhìn thấy bên trong. Đây là khe cắm ổ cứng bình thường và đây là khe cắm RAM. Mình đã tháo ra rồi, bây giờ mình sẽ cắm hai khe cắm RAM mà. Các bạn lưu ý là phải cắm hết các khớp mà. Mình sẽ tháo khe ổ cứng ra. Đây các bạn nhìn thấy, đây là chiếc ổ cứng cơ của hãng Hitachi sản xuất. Bây giờ chúng ta sẽ tháo cái khay này ra. Các bạn lưu ý là lắp ốc đúng vị trí. Các bạn nhìn, vừa đóng vào. Chúng ta chỉ để thử thôi. Lắp pin vào.
đang kiểm tra cho mày có nhận được không, chúng ta bấm F2 thì cái mã số thì thường là bấm F2. Các bạn có thể nhìn thấy dung lượng RAM đã hiện là 8GB. Đây là cứng SSD. Thế là chúng ta đã nâng cấp thành công. Để mà còn một cái lưu ý nữa, đó là khi chúng ta cần sử dụng cái ổ cứng cũ như này. Các bạn muốn máy chạy hai ổ cứng thì chúng ta sẽ có thêm một cái giải pháp nữa, đó là chiếc Carry Bay. Các bạn có thể nhìn thấy, đây là một chiếc Carry Bay. Mình sẽ tắt máy đi bây giờ. Các bạn nhìn thấy Carry Bay rất đơn giản. Ta lấy lỏng cái ốc ra. Đấy, các bạn có thể làm. Và đây là nút cái cá để chúng ta giữ ổ cứng. Các bạn nhìn thấy đây, các lỗ ốc đã có sẵn. Ở bên trong chúng ta chỉ cần vít vào để giữ ổ cứng. Và chúng ta điều bây giờ chúng ta sẽ tháo chiếc ổ đĩa này ra và chúng ta cắm ổ cứng vào là xong. Và chúng khi nào chúng ta cần thì chúng ta lại lắp ổ cứng vào. Thế là thành máy chúng ta sẽ vừa dùng được ổ cứng SSD, vừa tận dụng được ổ cứng cũ và máy sẽ full option. Và chúng ta dùng máy có thể làm việc đồ họa và chơi game rất là tốt. Các bạn lưu ý là nhà laptop nhà sản xuất có thể chúng ta cho ta phép chúng ta nâng cấp thêm CPU. Ví dụ như chiếc này Core i7 rồi thì cũng phải nâng cấp. Nhưng ví dụ một số máy, dòng máy tính mà chúng ta mua ban đầu chúng ta không có ý định để chơi game hoặc là không có ý định để dùng đồ họa thì chúng ta dùng những cái mẫu máy chip Pentium chẳng hạn, hoặc là có thể là i3, i5 và chúng ta có thể nâng cấp lên ví dụ như Pentium có thể nâng cấp lên Core i3 và i5 và một số dòng có thể nâng cấp lên Core i7. Các bạn có muốn biết được thông số thì có truy cập website sửa chữa bảo trì máy tính.vn để chúng biết là những máy nào có thể nâng cấp được những gì. Toàn bộ linh kiện có thể dùng để nâng cấp cho laptop các bạn có thể qua địa chỉ 300 Thái Hà thuộc bệnh viện Laptop Hà Nội, trực thuộc công ty cổ phần Thế giới số TLD để chúng ta mua linh kiện hoàn toàn là giá rất hợp lý và có thể hướng dẫn các bạn tận tâm cách nâng cấp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình.